Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là hiện tại thì là 5:30 sáng thì mình đang đi thể dục và không tự nhiên mà mình đi thể dục mà quay lên đăng lên kênh thì nó kỳ quá phải không ạ? Mình muốn giới thiệu mọi người một cái gian hàng của chị bán đồ ăn sáng ở trong hẻm, đó là hẻm 263 đường Phú Lợi thành phố Sóc Trăng. Rất là ngon luôn, chị bán mỗi ngày thì thường là hai món. Đồ ăn làm rất là ngon. Và hôm nay thì Vương sẽ để quay giới thiệu đến cả nhà nhé. Hôm nay là mình quay bằng tay, bằng điện thoại di động luôn nha mọi người ơi. Hay đến nhà hàng của chị rồi nè. Mùi thơm, hình như hôm nay là có bún nước lèo. Chị ơi, hôm nay là có bún nước lèo phải không chị? Lèo với bánh mì xíu mại em ơi. Vậy là hai món. Ở đây em nghe mọi người khen rất là ngon. Mọi người biết hôm nay 5:30 trời chưa sáng lắm cho nên là chị phải rồi bật đèn lát điện thoại để hỗ trợ mình quay á. Ôi, cái nào bún lẹo đâu mà thơm quá chị. Đây em ơi, bên đây. Đây. Wow. Đây cả nhà thấy không? Quá tuyệt vời. Cái này là hai bó sả không chị? Hai bó sả luôn, đây 1 ký Ồ, sả luôn một á. ký sả luôn hả? Thơm quá trời thơm luôn. Quá trời luôn Thôi nè. chị Xả chọn. người nhiều mới ngon, xả với ngải nhiều Dạ. mới ngon. Sả với ngải nhiều mới ngon không chị? Đúng rồi. Cái này là mắm gì chị? Mình nói mắm gì? Mắm Mắm sặc sặc hả? với thêm hai như 1 ký sặc thì 200 g bò hóc vậy đó, cho À, dằn vô vậy nó mới ồ, ngon. phải là Sóc Trăng mình là phải có bò Đúng hóc mới ngon rồi, đúng đúng không? Món rồi. gì cũng phải có bò hóc Đặc trong đó. sản Đặc Sóc sản. Trăng mình đó. Ủa, ở dưới mình có gì không chị? Không, Dạ. mình ở trên chỉ là có cá. À, cá là mình đồ ăn là mình để trên hết. Đúng rồi, Rồi nước lèo là mình trụng thôi ha. trụng Dạ. Ôi thơm quá. riêng Mọi người thấy trời ơi, nó thơm coi nè. Ôi thôi. ơi, nhìn hấp dẫn quá trời luôn. Hai bó sả to đùng. Cái nồi này khoảng bao nhiêu lít nước vậy ha? Cỡ 8 lít nước á. Dạ. Ôi thơm quá. Ngạt ngào luôn cả con hẻm này luôn. Đây bánh mì xíu mại đây. Ồ, đây bánh mì xíu mại nè. Xíu mại nè hả chị? Xíu mại này mình tự Đúng làm rồi, luôn hả chị? tự làm á. Cái này làm nguyên liệu mình có gì chị? Thịt với củ sắn đó, À, thịt cua sắn là mình phải bầm cà cà. mầm. Thịt với cua sắn mình bầm. Đúng Bầm cái mình bóp lại. rồi, củ sắn mình bầm cho nhuyễn, cái mình Dạ. luộc riêng mình Dạ. vắt nước cho khô, mình Dạ. trộn với Dạ. Ồ, nhìn thơm quá. Cái mùi nước lèo với mùi xíu mại nó thơm phản phất. thịt. Được Ừ. lắm đây em ơi, 2:30 Ừ. tới giờ đó, 2:30 luôn hả chị? 2:30 đem là chị Trời tới ơi. đi Dạ. chợ Đi chợ rồi bay gửi nấu. rồi đó. Làm đồ chiều là không ngon, Dạ. làm đồ đem vậy mới ngon. Nấu là mình nấu ở đây luôn hả chị? Không, ở nhà nấu đem À, lại nhà nó đem lại đúng rồi. nó Rồi. mới đủ cái Cái này lượng, ngoài này là nước hả chị? cái Nước này hả? thêm 1 tô nước sốt nữa À, nước sợ không sốt đủ nữa. đó. Dạ. Đẹp quá. Đây Cái này mình có cá bỏ màu gì vậy hay là tự không, nhiên? cà 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 với à. màu hạt điều đó, Dạ. cà Cái này hạt có thể điều ăn bánh mì mình ăn kèm hả chị? nước kèm Mì, cái này mì là mình làm gì vậy? mì đó. Mình hôm qua bán bún tiêu, À, bún tiêu mì ngày hôm bún qua. tiêu, hôm qua cà ri, Dạ. bà kho, Bánh mì. bánh mì, tép, tép nước lèo. Tép của nước lèo. Dạ, Ôi ôi, đây ngon quá đây nè. cá. Ôi ôi, nhìn mà thấy thèm. Cá lóc. Lâu. Ồ. Ngon quá. Hấp dẫn chưa mọi người Hấp ơi? dẫn quá mọi người ơi. Cả nhà Đây 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 ơi, đây đây, cái này ủng hộ chị là Hồng rau. nha. Chị Hồng. Chị Hồng bán tại mọi người đi gọi là đi vào hẻm 263 là hẻm Bưng Súc, 263 ngày Trần là Văn hẻm Bưng Xúc. Súc mọi người. Bây giờ đó là đây bảng là 263 đường Phú Lợi thành phố Sóc Trăng nha. Mọi người mà biết cái quán cà phê Lộc Vừng á, cà phê Lộc Vừng á khúc đầu quốc lộ mà chạy vô Phú Lợi á, là chỗ Lộc Vừng, đối diện Lộc Vừng là có nha khoa Toàn Mỹ nha. Nha khoa Toàn Mỹ là đầu hẻm, nó rồi chạy vô khoảng cỡ 100 m. 120 m. Mọi người nhìn bên tay phải là thấy cái gian hàng đồ ăn của chị Hồng liền. Có một ổ bánh mì xíu mại là giá bao nhiêu chị? 15.000 15.000. ổi với một Dạ. viên xíu mại, Một viên xíu mại một luôn. viên xíu mại Ồ, cái này ăn đã luôn nè. Rồi kêu bánh mì thêm thì một ba ổ ngàn ba nữa ngàn nữa. Buổi sáng là 18.000 thôi là ăn no bụng luôn. 18.000, Rồi nước lèo là bao nhiêu một tô vậy? một tô 20.000, 20.000. cá Wow. tép đầy đủ. Cá tép đầy đủ luôn. Quá ngon. Ủng hộ ngay mọi Đây nhà bún mọi nè. người Trời ơi, ơi. bún đây ủng hộ nha. Đây là chanh hẹ nè. Hè, Ớt, dưa chua. dưa Đó. Chỉ 20.000 thôi, với 18.000 là bữa sáng no lê luôn hả chị Hồng ha? chua. Phải rồi, mình lao động mà. Cái này mình bán mấy em bây giờ là bán rồi hả chị? Bây giờ là bán Bắt rồi đầu đó. 5 giờ, như 5 giờ là có phải không 5 chị? giờ là có Giờ nãy em chạy thể dục cũng thấy rồi. rồi. Rồi bán tới mấy giờ chị? Tới 11 giờ hết rồi. Ngọt giờ chưa? Đúng rồi. Ồ.
Thì ai mà đi vừa đi làm xong ra đây là có thể còn tô cuối. Thì buổi sáng là từ 5 giờ cho tới 11 giờ phải không vậy? Đúng rồi. Wow, em coi, quá ngon. Ủng hộ nghe mọi người Ủng hộ ơi, cho cả mọi người nha. nhà Rồi, ơi. ủng hộ cho gian hàng Ủng của chị hộ Hồng chị nha. Hồng nha. Rồi, rồi chào mọi người nha. Rồi, Chúc chào mọi mọi người người. có một ngày mới làm việc thật vui vẻ. Và hãy dành chút thời gian ăn sáng thì chúng ta đến đây để thưởng thức bún nước lèo Sóc Trăng và bánh mì xíu mại. Bye bye cả nhà. Bye bye.